Rồi hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hạnh Phúc nha. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu anh em biết máy này nha. Xin nhắc lại là số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356 nha anh em. Quy định mua máy thì cặp trước cái cặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu ha, còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm cặp 100.000 Viettel. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với mã số thuê cao. Còn những cái anh em mà muốn chuyển khoản thành á mà giá trị lớn á, thì anh em chuyển khoản theo số tài khoản mà anh em cứ gọi điện cho mình nha. Mình sẽ đọc Viettel Pay, Momo, số tài khoản. Cái nào cũng được nha anh em. Tiền cặp thì anh em trừ vào tiền máy lúc nhận hàng đó. Tất cả cái máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc ha, mình có ship code luôn, anh em mua thì cứ code cũng được, vô tư, nếu không tin tưởng ha. Còn anh em tin tưởng thì chuyển khoản thẳng thì mình sẽ bao ship cho anh em đó. Và xin nhắc lại cho anh em luôn là chuẩn bị mình sẽ làm tiếp tục một cái event nữa ha, làm một cái livestream nhẹ vào tối chủ nhật tuần này. Và số điện thoại đặt số điện thoại vào hôm nay trúng thưởng là sẽ là số 555 đuôi 0372861555 chủ nhật tuần này nha anh em. Bữa nay là thứ mấy rồi ha, bữa nay thứ năm, 2-3 ngày nữa là tiếp tục nha anh em. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh, like đi video này ủng hộ mình nha. Em sẽ tham gia cái livestream tặng con tâm của anh em cho nó vui nha anh em. Rồi không có dài dòng nữa nha, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là con em G710 bầu gold bản Việt Nam 2 sim. Máy thì vỏ xấu, sườn xấu, vỏ sau thì không được đẹp nha, sườn xấu nha anh em. Con này màn hình 5.5 inch nha, RAM 216, pin của nó là 3.3, máy thì nguyên zin, đựng cái kính đẹp nha, kính không có trời, kính rất là ok, màn sáng đẹp, nguyên zin. Con này để rẻ nhẹ cho anh em thôi, 1.2 triệu nha, 1.2 triệu kèm sạc dán kính cho anh em nha, máy chức năng full nha anh em, 1.2 triệu quá rẻ nha, G710, ok, một con duy nhất. Tiếp theo là Oppo A3s anh em, màu đỏ. Oppo A3s màu đỏ nha, máy thay vỏ sao đẹp căng. Lưng sao thì thay vỏ nhưng mà cũng có xước xước gì vậy chứ không phải là quá là căng anh em ơi. Cái này do để kính luôn nè, nó xước xước gì vậy lông mèo. Kính đẹp nha. Màn hình 6.2, RAM 332, pin con này là 4230. Máy màn hình sáng đẹp nha. Wi-Fi cực mạnh. A5s, RAM 332. Con này ra đi cho anh em giá 1.9 triệu nha, 1.9 triệu kèm sạc dán kính cho anh em nha. Oppo A83, Oppo A83 thay vỏ sao như mới luôn, màn hình 5.7, RAM 332, pin con này là 3180. Đó, máy đẹp như clip mình quay nha. Kính là keng nha anh em, không vết xước nha, kính đẹp, lưng đẹp. Wi-Fi thì nó bao mạnh luôn, bao mạnh. A83, RAM 332, con này ra đi cho anh em giá 1.4 triệu cho anh em, xài nhanh luôn, 1.4 triệu, kèm sạc dán kính cho anh em nha. G7 Pro bản hàng, máy vỏ đẹp, màn ok, đã dán cực lực cho anh em rồi. RAM 332, màn hình thì 5.5 inch, pin 3600, vỏ đánh giá tầm 98 nha. Chức năng full nha anh em, máy zin nha, màn thì có ám nhẹ góc dưới ha, không đáng kể. Máy của AMOLED này thì anh em xác định rồi, xài lâu thì con nào cũng có ám hết ha. Bluetooth, Wi-Fi, máy này nguyên zin nha anh em, nguyên zin. G7 Pro bản hàng, một sim, con này đến em giá 1.6 triệu thôi, 1.6 triệu nha, kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Nó ám nhẹ nên bán 1.6 triệu cho anh em cho nhanh. Tiếp theo là con Samsung A20 màu đỏ, có ốp lưng cho anh em luôn, màn hình 6.4, RAM 332, pin con này là 4.000, đó, máy ok nha, lưng sau nhám nhám theo thời gian sử dụng rồi, mặt trước đẹp căng, có dán cực lực rồi. Anh em mua máy nhớ nói màu và nói ngày đăng nha. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 4 này, gọi là ngày cá tháng 4 đó. Ngày 1 tháng 4 anh em nói ngày đăng máy rõ ràng để mình coi cái số là cái ngày đăng ngày bao nhiêu thì mình sẽ biết chính xác cái máy anh em đặt, khỏi phải trường hợp gửi tới anh em nói nhầm máy này máy nọ nha, là mất lòng anh em, mình cũng mất công ship đi ship lại đó, rất là mất công nha hai bên đó. Anh em mua máy nhớ nói ngày đăng và màu máy ok nha. Con này RAM 332 pin 4.000, giá 2.4 triệu nha.
2.4 triệu kèm sạc dán lực cho anh em luôn nha. Tiếp theo là một em siêu phẩm Realme 3 mắt, 4 mắt luôn, con này 4 mắt luôn nè, 4 mắt ngang nha, phải 4 mắt dung Realme XT anh em. Con này Realme mã XT, màn hình 6.4, RAM 8, bộ nhớ 128, pin 4000, vỏ sau đánh giá đẹp, camera kính camera có sức nhẹ, mặt kính đại dán cường lực rồi, không xước nha anh em, kính không xước, màn góc trên này có lưu ảnh nhẹ, góc trên này anh em cứ kỹ nha, lưu ảnh nhẹ góc đây, và giá nó sẽ cực mềm. Con này RAM 8, bộ nhớ 128, full chức năng. Đó, wifi các kiểu chức năng thì full, anh em yên tâm. Realme XT siêu phẩm nha, RAM 8, bộ nhớ 128GB nha. Mình kiểm tra thử qua cái máy này sao đây. Hai sim nha anh em. Đó, hai mày. Ok. Em Realme XT lưu ảnh nhẹ, bán cho anh em giá 3.5 triệu thôi. 3.5 triệu. Kèm sạc dán cực lực cho anh em luôn. Máy cực rẻ nha. Realme XT giá này là quá mềm rồi anh em. Sườn thì có sức sức nhẹ nhẹ. 3.5 triệu. Tiếp tục cho anh em một em siêu phẩm nữa nha anh em. Anh em thấy con máy đã cái lưng. Lâu lâu sưu tầm được con LG G8X. Đó, LG G8X anh em thấy không? Ốp lưng nha. Con này màn hình là 6.4 và RAM 6, bộ nhớ 128 nha, pin 4000. Bằng rê cho anh em con này. Lưng sau như soi gương luôn, đẹp tầm 98-99. Con này còn ThinkWi nữa anh em, G8X ThinkWi nha. Mã máy camera 2 mắt thôi, nhưng mà cực đỉnh. RAM 6, bộ nhớ 128, giá yêu thương. Đó, sườn này. Kính trước đẹp keng, nhưng mà ngay đây nếu mà soi kỹ thì có một đường mít nhẹ, biết anh em thấy không? Nhẹ xíu xíu thôi anh em. Cái này mà dán full lên là bao không thấy nha. Cái này do vận chuyển nên là mình sẽ hạ giá bán cho anh em. Con này do vận chuyển nó bị mít nhẹ rồi. Kính thì đẹp 99% luôn. Chưa có dán cường lực nha anh em. Anh em mua cho mình đi dán nha. Máy thì màn hình bao rõ nét, màn hình OLED nha anh em. Cái dòng này màn hình OLED rất rõ nha. Đây. Anh em thấy không? Đây này, ngay đây này, các bạn mít nhẹ này, nhích mít cái viền đen nha, chưa mít vô cái viền trong. Mít viền đen chút xíu cho xíu, tèo tí tèo 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 ngay đây. Khó thấy quá anh em. Đó, ngay đây thôi. Ngay đây thôi anh em yên tâm, ngay đây. Không có được xấu. Nói chung là không có xấu đâu nha anh em, quá đẹp. RAM 6, bộ nhớ 128 và pin 4000, màn hình thì 6.4. Anh em dán cái lực full vô bao không thấy gì hết luôn, như một cái máy đẹp. À, nhưng mà có sao thì nói vậy ha, cho anh em chuẩn chỉnh. Email này. Máy một sim nha anh em. Máy một sim nha. Máy chuẩn hàng nha. LG. Máy quốc tế luôn, không phải đùa. 128GB, xài là bao dung lượng thoải mái. Máy cực đẹp. Chỉ có mít nhẹ thôi, có sao thì mình nói vậy rồi. Chuẩn chỉnh rồi. Wifi cực mạnh nha. Rồi, cho anh em coi cái mã máy ha. Mã máy đâu rồi? Mình kiếm còn không ra cái mã máy luôn, hệ thống này. Giới thiệu điện thoại này. Đó, G8X ThinkWi nha. Đó, nó là đó, y chang luôn. Cực đẹp, chức năng full. Test thử camera coi, lâu năm giờ này mình ít khi test camera lắm. Bật màn hình sáng sáng lên tí. Rồi, vô camera. Anh em thấy cái nét căng chưa? Camera siêu nét nha. Camera trước coi, nhìn cái còn đây. Đẹp luôn, quá rõ. Em ThinkWi này kèm cho anh em cái ốp siêu nhân luôn. Ốp này gọi là ốp siêu nhân. Máy quá đẹp. Chỉ mít nhẹ thôi. Con này ra đi cho anh em giá 4.6 triệu nha. 4.6 triệu nha. Kèm sạc và dán lực lại cho anh em. Ra đi giá chỉ 4.6 triệu thôi. Anh em cứ tham khảo giá thoải mái. Tiếp theo là con Vivo Y20. Máy này thì bao đẹp rồi, 99%. Đó, camera 3 mắt. Hình chữ nhật. Máy thì kính keng luôn, 98-99 luôn. Lưng thì 99, kính 99. Đó,
sườn đẹp, sườn bao không có một cái nút ruồi nào luôn, máy riêng nguyên i20 Vivo i20 màn hình 6.51, RAM 464, pin 5000, máy thì bao đẹp, máy rất là đẹp nha anh em, keng xà beng luôn. Vivo V này 2027 này, RAM 464 này, máy hàng Việt Nam ha, 2 sim đàng hoàng. Test wifi nha, đó cực mạnh nha. Hôm nay đã đi em giá 2.7 triệu nha, 2.7 triệu kèm sạc chắn cực lực cho anh em đầy đủ nha, máy quá đẹp luôn, Vivo i20. Tiếp tục clip là một em Mi 8 anh em, Xiaomi Mi 8 đẹp, con này cũng keng ring 98.5, thì góc dưới đây là có sứ sắc bằng mèo nhẹ nhẹ này anh thấy không, còn cái này là ok luôn, cái này nếu mà dán keo thì bao đẹp từ đầu tới đuôi luôn, do là chắc nó xài nó cũng hơi ẩu một xíu, không dán mấy khách trước này, cái đường sau thì có sức nhẹ thôi nha. Đó, còn sườn thì theo mình đánh giá đều tầm 97, lưng quá đẹp, chỉ sức nhẹ góc dưới thôi. Kính thì đã dán cường lực đẹp cho anh em rồi, đã dán cường lực đẹp cho anh em rồi, không một vết xước nha anh em, kính quá đẹp nha. Còn này là 18 nha anh em, dòng Xiaomi ha, mình sẽ cho màn hình nó sáng lên một xíu. Đó, đang chế độ màn đen nên nó như thế này. 18, màn hình 6.21, RAM 664, pin 3400. Đó, còn này xài 9 game thì ok luôn anh em, rất sướng nha. 18 này anh em cứ tham khảo kỹ, mình coi thử con này là máy sim đây, con này check kèo IMEI 1, IMEI 2, 2 sim 100% luôn, máy quốc tế, chức năng thì con này là chắc cũng khó phải bàn rồi, nó quá là đẹp luôn, ngoài nguyên ring. Đó, wifi ok nha anh em, bắt máy nhận không ra luôn. 18 ok, chức năng full, máy đẹp, kính 99, mặt sau 98 thôi cho nó dễ chịu nha, 3.6 triệu nha anh em, 3.6 triệu Xiaomi Mi 8 mẫu đời mới luôn, máy nói chung là rất thanh mảnh dễ thương, 3.6 triệu nha, kèm sạc dán kính cho anh em rồi nha. Samsung A70 máy quốc tế 2 sim Việt Nam, con này màn hình 6.7, RAM 6, bộ nhớ 128, pin 4500 nha. Đó, máy thì mặt sau có xuất sắc nhẹ này, được cái kính keng nha, sức lông mèo cực nhẹ thôi. Đó, màn hiển thị sáng đẹp, Samsung A70 RAM 6, bộ nhớ 128GB, chức năng full, màn đẹp A70 nha, màu xám lông chuột, xám lông chuột anh em. Ngày đen hôm nay là ngày 1 tháng 4 nha, nếu mà qua ngày này thì anh em gọi thì cứ alo lại nha. 3.8 triệu kèm sạc dán kính, anh em nhớ ngày đen là ngày 1 tháng 4 nha, năm 2021 nha anh em. Đó, còn những anh em mà gọi sau thì gọi lại mình sẽ báo giá lại nha, nó sẽ dao động liên tục. Samsung A600 bản hàng, đây là mình cho xanh xanh nhợt này hoặc là xám lông chuột này, ngày 1 tháng 4 nha anh em, nhớ gọi ngày đó nha, đúng ngày. Màn hình là 5.6, RAM 332, pin 3000, máy nguyên riêng bản hàng một sim, kính đẹp, lưng sức nhẹ, đánh giá tầm 98%. Đó, mình đã nói cực kỹ trong clip, anh em mua thì phải nhớ nói xem kỹ clip cũng như là chất lượng máy và video mình nói là ngày nào nha, để chuẩn xác máy, không gửi nhầm nha anh em, tránh trường hợp không gửi nhầm, để gửi tới anh em nó gửi nhầm máy mình rất là bực nha, rất là bực, chỉ trường hợp mà gửi nhầm mình cũng bực và anh em cũng bực. Đó, nói như vậy là rất là khó chịu, nên là máy là ngày nào ra ngày nấy, sườn thì có cắn nhẹ nhẹ thôi, còn rất là đẹp, không vấn đề hết ha. Hôm nay để anh em giá của nó 1.750 thôi, 1.750 kèm sàn dán kính nha. Renault 2F, một em máy keng. Oppo Renault 2F, máy cái màu đây mình cũng chả biết cái màu gì luôn, xanh trước tím dưới, nhìn rất là đẹp. Sườn có xước sắc nhẹ này, cho xài ép lưng này. Đó, nhưng mà nó rất đẹp nha, chứ không phải là xước mà nó là giả là xấu nha. Đó, ok anh em thấy không? Lưng sau 99, mà trước 99, đã dán cực lực cho anh em luôn, full rồi. Camera thò thục nha, anh em nhớ nha, siêu nét nha. Camera này thì phải nói thực sự là nét, phải là siêu nét. Camera trước này nó thò thục lên xuống nha. Đó, nó rất là hay luôn. Đó, anh em nào xài thì biết. Đó, camera rất nét, siêu nét luôn. Renault 2F, wifi cực mạnh.
cho anh em giới thiệu điện thoại luôn. Đây Reno 2F đây. RAM 8 bộ nhớ 128GB. Khủng luôn nha. Màn hình 6.5 và pin 4K. Pin 4000, máy đẹp tầm 98-99%. Con này ra đi cho anh em giá 3.9 triệu nha. 3.9 triệu nguyên riêng. Kèm sạc giăng kính nha anh em, 3.9 triệu. Tiếp theo là một con Note 8. Note 8 có đốm nhẹ, cực nhẹ luôn. Note 8 cực nhẹ. Cái đây là cái màu đây gọi là màu nâu vàng đi anh em. Màu nâu vàng. Và đen hôm nay là ngày 1 tháng 4. Màu nâu vàng, sườn đẹp. Bút thì màu xanh nha anh em, nó trước anh em biết luôn nha. Bút nó lai một tí màu xanh. Đó. Còn sườn thì có xước sát nhẹ nè, góc đây. Đốm một góc trên, trên đây. Màn ám không đáng kể. Màn OLED thì anh em phải xác định rồi. Đốm nhẹ thôi. Và bán giá cực mềm cho anh em, 3.2 triệu. 3.2 triệu kèm sạc. Và dán màn hình cho anh em bằng keo trong. Đó, nó trước anh em vậy ha. Bán hàng một sim. RAM 664, màn hình con này là 6.3 và pin 3.3. Máy bán hàng để anh em giá 3.2 triệu. Kèm sạc cho anh em nha. Ok. Oppo F7. Máy này đã thay vỏ sau rồi. Nhưng mà không đáng kể, nhìn còn rất là đẹp nha. RAM 464, màn hình 6.23, pin 3.400. Pin 3K4 cho anh em, kính đại giác cường lực. Mặt sau đẹp, mặt trước cũng đẹp nha. Oppo F7. Đó. Wi-Fi là cực mạnh. RAM 464, máy full chức năng. Màu xám đen. Con này ra đi cho anh em 2 triệu. 2 triệu tròn. Kèm sạc giăng kính nha. Và anh em đừng nhớ, đừng có quên like video và ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh để đón xem clip live trực tiếp tặng quà tối chủ nhật lúc 7-8 giờ tối. Đó, tặng con số Tamco 5555 đuôi cho anh em sở hữu đó nha. Nếu anh em không xài thì anh em có thể tặng người thân. Đó, ok. Không có mất gì anh em, chỉ một like và một đăng ký kênh thôi để anh em cập nhật video sớm nhất thôi. Tiếp theo là một con Note 8 màu đen. Máy 2 sim. Con này 2 sim. Kính đẹp, lưng đẹp, trên đây có xước nhẹ thôi. Còn rất là đẹp nha. Kèm cái ốp lưng cho anh em luôn, ốp lưng dẻo rất là đẹp. Đó, con này là Note 8 2 sim. Màn hình là 6.3. Cũng là RAM 664. Pin con này 3.3 luôn. Chức năng thì full nha anh em. Wi-Fi. Nói chung là màn Super AMOLED đa số là có ám nhẹ hết. Anh em xác định nha. Con nào ám nặng mình báo, còn những con ám nhẹ mà nhẹ nhẹ thì mình không cần báo nha anh em. Wi-Fi, con này cũng có ám này, ám nhẹ nhẹ góc trên này. Con này ra đi cho anh em giá 4 triệu rồi. Nó có ám nhẹ đã, bán này đã 4.2 triệu, nhưng mà thôi, để 4 triệu thôi cho ra nha. Anh em nào cần thì gọi nha, máy 2 sim. Nói chung là còn đẹp tầm 98. Samsung Note 8. Ok. Clip sáng hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở video sớm nhất.